Phải thôi, cái câu này có nhiều người làm sai là chuyện bình thường. Tại vì các bạn chưa học qua lần nào các bạn mới làm sai. Còn làm rồi, hiểu rồi mà làm sai nữa tôi thua luôn. Được chưa? Thầy nói rồi mọi người nhớ chưa? Là sao ạ? À? Hình chữ nhật màu xanh có chữ là gì ạ? À? Là cầu vượt liên thông. Còn hình tròn, ok chưa? Ở trên này nè, có các tuyến cầu cắt qua gọi là gì ạ? À? Cầu vượt cắt qua, nhớ chưa? Rồi, cái đây nè, người ta hỏi gì ạ? À? Biển nào chị, biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông nè. Hình chữ nhật màu xanh có chữ nè, hình chữ nhật màu xanh có chữ nè, thì đáp án 1 và 3 cho thầy được không? Đáp án chính xác chúng ta là đáp án số 3 lượm 13. Chúc mừng anh em, thấy không? Vậy sao sai được? Ok chưa? Nhớ giùm tôi nha. Cầu vượt liên thông là hình chữ nhật màu xanh có chữ, còn cầu vượt cắt qua là hình tròn, ở trên có gì vẽ cái tiếng cầu, được chưa? Câu tiếp theo nè. Rồi, biển số 1 có ý nghĩa gì? Biển số 1 thì nhìn vào biển số 1 thôi, che 2 và 3 lại đi. Biển số 1 là gì ạ? À? Là hình chữ nhật màu xanh, ở trên có chữ là gì ạ? À? Là cầu vượt liên thông, được chưa? Cầu vượt liên thông nè, báo hiệu liên thông lượm đó số 3, chính xác. Thấy không? Không bao giờ sai cả nhà ơi. Rồi, câu tiếp theo nè. Người ta hỏi sao ạ? À? Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua cả nhà ơi? Biển nào là cầu vượt cắt qua đây ạ? À? Là hình tròn, được chưa? Hình tròn màu xanh có vậy cái tuyến cầu cắt qua nè. Vì đáp án số mấy? 1 và 2, biển 1 và biển 2 là đáp án số 1, lượm như này chính xác. Vậy sao sai được mấy ông? Thấy không? Dễ chưa mấy ông? Trời đất quỷ thần thiên địa đổi thế ơi mấy ông. Trời ơi, vậy mà làm sai nó thầy thua luôn nha. Rồi ok. Rồi người ta hỏi sao ạ? À? Biển dưới đây có ý nghĩa gì? Cả nhà bình luận cho thầy cái đáp án đúng đi. Mọi người cho thầy đáp án đúng được không ạ? À? Đúng này là chúc mừng, sai này sửa được không? Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người thi đậu nha các nhà ơi.